Khai trương ngày 24 tháng 6 năm 2011, nhà hàng Hương Vị trong khuôn viên của nhà hàng Tea Palace nhằm phục vụ quý đồng hương Việt Nam. Chúng tôi kính mời quý vị đến thưởng thức các món ăn thuần túy tại nhà hàng Hương Vị như ốc hương chiên giòn, bò bảy món, lẩu thập cẩm, canh chua cá kho tộ và các món ăn ngon khác. Ngoài ra, nhà hàng Tea Palace là nơi lý tưởng để tổ chức đám cưới, hội nghị, ca nhạc, dạ vũ và gây quỹ. Trong dịp khai trương, chúng tôi giảm 10% cho các thức ăn và không tính tiền các loại nước ngọt. Nhà hàng Tea Palace tọa lạc phía sau chợ Việt Hoa ở Renton. Chủ nhân kính mời.